tàn mắt nhìn ba liều bắt rắn, suýt cơ chân con trai 9 tuổi nghẹn hứa, con sẽ chăm ba suốt đời. Được biết, người chứng kiến sự việc hôm đó là bé Tiến, có con trai 9 tuổi hiếu thảo của anh Tâm. Chia sẻ với phóng viên, bé Tiến kể, ngày hôm đó khoảng 8 giờ sáng, con cùng ba đi thăm lưới, thì thấy một con rắn rất lớn, con kêu ba chạy đi, nhưng ba không chạy. Ba nói con rắn đó nhiều tiền, bắt được, có tiền đóng học phí cho con và mua sữa cho em trước đó con và ba cùng bắt được một con máy làng bán cũng được hai trăm mấy chục ngàn đợt này thấy con rắn lớn quá nên con sợ cùng nghĩ con và ba không đủ sức bắt con kêu ba chạy nhưng ba ráng bắt tuy còn nhỏ nhưng bé Tiên rất hiểu chuyện lo lắng cho sức khỏe của ba cậu bé mắt đỏ hoe kể rằng từ ngày ba nằm viện cho đến nay không ngày nào con không cầu nguyện cho ba sớm tỉnh lại sau khi ba bị rắn cắn con chạy đi kêu người ta chở ba về giùm ba được người ta dìu đi viện con thấy lo thấy sợ lắm vì con biết ba bắt con rắn đó là để đóng học phí cho con, Tiến chia sẻ. Rất may nhờ sự cứu chữa của các y bác sĩ chiều ngày 25 tháng 8, khi nghe tin sức khỏe của ba có tiến triển tốt, mở mắt được và giữ được đôi chân, Tiến vui mừng khôn xiết. Được biết, năm học vừa qua Tiến đạt danh hiệu học sinh giỏi, nhưng khi được hỏi về nghề nghiệp tương lai mình muốn làm, Tiến chỉ khẽ đáp rằng con chưa biết, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Có lẽ do sớm hiểu được gia cảnh đầy khó khăn của mình, cậu bé thậm chí vẫn chưa dám ước mơ nhiều đến tương lai của chính bản thân mình. Chỉ biết điều ước duy nhất hiện tại của Tiến là ba mau khỏe để về với con và em. Ba về thì con sẽ chăm sóc ba suốt cuộc đời luôn, Tiến nói. Chỉ với câu nói ấy thôi, chỉ cần ba tâm của con nghe được sẽ cảm thấy động viên an nổi nhiều đến mức nào. Lắng nghe những lời tâm sự của con trai, chị Bùi Thị Ngọc Tuổi và quan tâm cũng không giấu nổi những giọt nước mắt. Về thông tin tình trạng của anh Tâm, bệnh nhân bị ran cánh, bác sĩ chuyên khoa 1, nguyên lý Minh Di, khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin, tình trạng bệnh nhân vẫn còn khá năng. hiện tại người bệnh vẫn còn thở máy trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương thành các bác sĩ cho người này dùng thuốc để điều trị tình trạng nhiễm trùng và tích cực lọc máu liên tục. Tiên lượng trong thời gian tới bệnh nhân vẫn phải tiếp tục thở máy, lọc máu và sử dụng kháng sinh. Vết răn cánh nhiễm trùng khiến da vùng này bị hoại tử. Sau đó các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân qua phòng mổ và thực hiện cắt lọc phanh da này. Sắp tới có khả năng sẽ phải cắt lọc thêm nhiều lần. Đến khi tình trạng cải thiện, chúng tôi sẽ đánh giá lại và thực hiện ghép da vào vết răn cánh hoại tử. Hy vọng trong vài ngày tới, sức khỏe của bệnh nhân sẽ tốt hơn, bác sĩ Minh Duy nói. Bởi giờ ngày sau hàng trăm triệu từ thiện, và người bị ranh cán chua chát, đừng nghĩ em chỉ biết tới tiền. Những ngày qua, thông tin về người đàn ông tên Tâm bị răn cắn ở Tây Ninh đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Cũng vì muốn kiếm thêm tiền đóng học phí và mua sữa cho con, người cha nghèo đã không chần chừ lao vào bắt con rắn hổ mang chúa. Không may bị cắn vào đuôi, anh vẫn tưởng táo bóp chặt đầu con rắn đem tới bệnh viện với ý định sau đó sẽ bán lấy tiền. Biết được hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng quan Tâm, nhiều mạnh thường quân đã khuyên góp ủng hộ tài chính, giúp gia đình anh trang trải viện phí và có tiền nuôi các con ăn học. Chị tuổi vừa quan tâm chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tin.vn, hàng ngày chị nhận được tiền khuyên góp và nhanh chóng đem đóng viện phí ngay. Mỗi lần nhận xong, ngay lập tức em sẽ mang đi đóng viện phí cho chồng, dù bác sĩ chưa hỏi đến, chị tuổi tâm sự. Chị chia sẻ thêm, ngày đầu đưa ảnh vào viện em hoang mang lắm, lúc đó em chỉ mong có phép màu cứu sống chồng em. Rồi lúc bác sĩ thông báo ảnh ổn, em thở phào đôi chút, đứng bên ngoài bụng bệnh mà ngó vào nhìn chồng thương chút, thấy ảnh không cử động mà em muốn rớt nước mắt nói về số tiền nhận được từ các mạnh thường quân chỉ cho biết bản thân không hề có ý định sẽ ôm số tiền đó bỏ đi hưởng sung sướng cho riêng mình em chỉ mong chồng em nhanh khỏe bao nhiêu tiền từ thiện em sẽ mang tặng hết cho những người khó khăn như em giữ được tính mạng của chồng em là em mừng lắm rồi nên đừng nghĩ em chỉ nghĩ đến tiền em không lợi dụng những mạnh thường quân ngày nào cũng góp cho mình cả trăm triệu mình cầm trên tay rồi mình bỏ chồng em xin thề là em không bao giờ có chuyện đó dù anh có cơ đôi chân nằm liệt dương thì em và con sẽ nâng đỡ anh, chăm sóc ảnh đến suốt cả cuộc đời. Bên cạnh đó, chị con nói thêm về tình hình bệnh thật của chồng, chị cho biết anh Tam Hiền đã mở mắt tỉnh táo, dù chỉ được vào thăm và nhân chồng trong vài phút, nhưng chị đã yên tâm phần nào. Chị đặt niềm tin vào đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện cho rẫy, hy vọng an tâm sớm hồi phục và cùng chị nuôi dạy các con. Những ngày qua chị tuổi luôn túc trực bên trong và tâm trạng chị lên xuống thất thường, phụ thuộc vào thông báo của các bác sĩ, dáng người tàn tảo, hoàn cảnh vô cùng khó khăn của chị khiến bất kỳ ai cũng nghẹn ngào xúc động. Thương lắm những gia đình nghèo khó, nơi có những con người lương thiện ngày đêm làm việc, bất chấp nguy hiểm, chỉ mong kiếm chút tiền để lo cho con cái, để khi xảy ra chuyện không may vẫn đau đấu nỗi lo cơm áo gạo tiền thế nhưng khi nhận được sự giúp đỡ có số tiền lớn trong tay họ lại không hề tham lam trái lại họ mong muốn sẽ đem số tiền này chia sẻ với những mảnh đời khó khăn thương và quý lắm tấm lòng của những con người cả đời vất vả đến khi được giúp đỡ vẫn không quên sẽ chia niềm vui ấy đến với những mảnh đời tương tự như mình họ cực khổ về vật chất nhưng luôn mang trong mình một tấm lòng vàng thứ mà không phải ai cũng có được từ thiện rất nhiều lần, hát đơn Sài Gòn lo lắng sau khi kêu gọi 200 triệu giúp người bị rắn cắn. Với những ai quan tâm đến vụ việc, người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn ở Tây Ninh, hẳn cũng quen thuộc hình ảnh cô nàng, có tấm lòng hảo tâm, đã kêu gọi giúp đỡ và tận tình vào tận bệnh viện để hỗ trợ gia đình nạn nhân. Không chỉ trao tận tay số tiền kêu gọi lên đến 200 triệu đồng, Phương còn chu đáo đi cùng chị tuổi vợ anh Tâm, lo thủ tục viện phí và chuyển số tiền còn lại vào thẻ ngân hàng do chị tuổi không biết chữ nhiều thủ tục vẫn chưa dành nên phương đi theo cận kề giúp người là giúp cho chót trong lúc đang khó khăn chật vật sự xuất hiện của phương như chiếc phao cứu sinh giúp chị tuổi và chồng rất nhiều khó khăn thiếu thốn về vật chất của gia đình đã ít nhiều được phương kêu gọi từ cộng đồng mạng nên giờ cả nhà có thể yên tâm chữa bệnh cho anh tâm đọc xong bài viết về hoàn cảnh của anh tâm tôi thấy thương lắm và viết bài kêu gọi ủng hộ tôi cũng không ngờ là mình kêu gọi được nhiều tiền đến thế Đến nay, tôi đã nhận được hơn 200 triệu đồng từ những người có lòng hảo tâm. Chia sẻ về việc làm của mình, Phương cho biết bản thân cảm thấy thương cảm khi đọc được hoàn cảnh của anh Tâm, biết rằng không thể ngó lơ, cô vội đăng tải lời kêu gọi quyên góp lên trang cá nhân và nhanh chóng nhận được số tiền hỗ trợ rất lớn trong thời gian ngắn. Chị tuổi nói, các bác sĩ dặn chị ấy chỉ tin một mình tôi. Do đó, chuyện gì chị ấy cũng nhờ tôi. Ngay lúc này, tôi có cảm giác như chị ấy tin và xem mình như chỗ dựa duy nhất do đó tôi tự thấy có trách nhiệm không để chị ấy thất vọng trúc phương chia sẻ thêm đây cũng không phải lần đầu trúc phương giúp người khốn khó trước đó trên mạng xã hội cũng lan truyền câu chuyện cô nàng kêu gọi và giúp đỡ bác xe ôm nghèo có thể mua xe mới sắm điện thoại mới và bộ quần áo tử tế biết hoàn cảnh của bác xe ôm trúc phương cũng nhanh chóng kêu gọi mọi người và mang đến phép màu cho chú tấm lòng thương người sẵn sàng ra tay cứu giúp những mảnh đời khó khăn đã có trong trúc phương từ lúc cô còn bé xíu theo lời mẹ cô kể, ngay tôi nhớ lúc nhỏ, tôi có quen một ông lão bán vé số rất khổ. Tôi dặn ông là tối đến, cứ đúng 20 giờ hãy đến nhà tôi, tôi sẽ lấy cơm cho ông ăn. Giờ ông ấy mất rồi, Phương kể lại. Trong thời gian du học ở Úc, cô nàng cũng thường gửi tiền về Việt Nam để hỗ trợ những mảnh đời khốn khó. Sau này, mỗi khi có dịp về nước, Phương vẫn duy trì việc đi khám bệnh, phát thuốc từ thiện, phát bánh mì tình thương cho người nghèo. Mới đây, Phương chọn một hình thức thiện nguyện khác là thường xuyên giúp đỡ các trường hợp bị tai biến bằng cách đóng tiền viện phí cho họ từ 6 đến 8 tháng. Hoàn thành chương trình học ở xứ người, Trúc Phương mới về nước vào năm ngoái và tiếp tục tìm đến những mảnh đời cơ cực để hỗ trợ. Trúc Phương cho biết, cô nàng làm việc tốt xuất phát từ lòng muốn giúp người, thấy ai khó khăn là không thể ngó lơ. "Thật lòng, tôi làm những việc ấy từ cái tâm, chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện giúp đỡ người khác để đạt được một mục đích cụ thể nào đó." tôi chỉ nghĩ mình may mắn hơn cuộc sống mình tốt hơn sao mình lại không giúp không san sẻ với người khó khăn hơn mình làm như thế có mất gì đâu phương chia sẻ được cộng đồng mạng biết đến nhiều nhất là sau khi giúp đỡ bác xe ôm và anh tâm bị rắn cắn trúc phương cũng ít nhiều cảm thấy áp lực và gặp không ít phiền toái có nhiều trường hợp chủ động gọi điện cho cô nàng tự xưng khó khăn và mong muốn được giúp đỡ có những trường hợp khiến trúc phương phải từ chối hỗ trợ vì sau khi tìm hiểu đã thấy họ không thật sự quá khó khăn Lúc này, cô nàng bị họ quay ra trách mắng, chửi bới. Chưa kể việc quyên góp số tiền quá lớn giúp anh Tâm, có thể khiến cô nàng bị mang tiếng ăn chặn, hay lừa đảo, nếu sau này chẳng may kêu gọi không bằng số tiền 200 triệu. Hay có những bàn tán xì xầm cho rằng, Trúc Phương cố tình đánh bóng tên tuổi. Miệng đời canh nghiệt, bao đời nay vẫn thế, nên hy vọng cô nàng sẽ vững vàng, để tiếp tục cứu giúp kịp thời và đúng người khó khăn thật sự. Vụ việc được chia sẻ rộng vạch. Tranh khổng lồ nặng hơn một tấn trên cá sấu dễ như chơi. Cá sấu cổ đại cũng chỉ là con mồi nhỏ bé của loài tranh khổng lồ này. Người ta tưởng kinh hại với loài tranh anaconda khổng lồ, nhưng hết ai biết rằng lịch sử trái đất còn từng tồn tại loài quái vật đáng sợ hơn như thế rất nhiều. Đó cũng là loài to nhất trong số những loài rắn từng tồn tại. Các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện ra hóa thạch của một loài tranh trong một mỏ than ở Colombia nhiều năm trước. Loài tranh này chính là loài bò sát khổng lồ thống trị những khu rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ khoảng 60 triệu năm trước. Họ đặt tên cho quái vật này là Titan nó dài tới 13 m và nặng tới hơn 1 tấn. Cũng giống như các loài côn họ khác, Trang Titan sẽ chặt con mồi đến nghiền nát trước khi nuốt chừng bữa ăn của mình. Chính vì kết cỡ của mình, nó to gấp đôi tranh anaconda và những con cá sấu cũng chỉ là con mồi nhỏ bé đối với chúng. Cũng vì kích thước khổng lồ như vậy, nó cần nhiều năng lượng và việc sinh sống ở khu rừng nhiệt đới là lý tưởng cho cả việc săn mồi lạnh duy trì thanh nhiệt.